Và tiếp theo chúng ta sẽ bắt tay dẫn đấu và lên cơ hội được cho câu phút đấu giải hội đoàn tới cho chương trình ra một cái gió bất thế bên ngoài và các cầu thủ chúng ta thì vẫn rất là nguy cơ và phòng tiếp theo dành cho câu chuyện chúng ta sẽ hòa ba người sẽ tạo ra thêm cho một triệu nữa tổng tài sản này thì được 1,5 tỷ đồng rồi hiện tại ghi bàn đi ảnh hưởng quá nhẹ của tiền đạo có thông tin bây giờ phản công phúc bôn nhạc phúc khỏe quá khỏe cô bạn hãy rồi tấn công luôn bây giờ bảo rồi kết quả phải chú động quá lâu như vậy phản công và phúc khỏe phúc khỏe phúc khỏe phúc khỏe lại là hình dây rồi đặt được tỷ tài không khác gì được Andro Kante ở trong khu vực phần trận. Đấy rồi, cú bây giờ. Chơi đây. Bỏ đi, bỏ đi. Thôi, đi. 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 Chúng ta đã đánh xem rất đông rồi. Chúng ta đã thành đôi chắc chắn là trận đấu sẽ rất hòa luôn. Chúng ta đã đánh xem phút như từng phút và chúng ta trong quen như vậy được đàn ông câu hủy hợp đoàn đã thử hết đôi chân rồi. Anh Tuấn Vũ Yên Kinh trả lời chính xác rồi. Không sao cả, bóng đá tương lai là chúng ta đã đây. Còn phải gì là vui này thôi. Thắng cuộc không có phòng gì cả.